Em à, thực ra là có một điều anh đã giấu em bấy lâu nay. Anh là bad boy. Thôi, mày câm mẹ mồm đi, đừng nói, nó nghe mắc cười lắm. Tí tuổi đầu mày đặt là bad boy, oh my god. Là cậu bé hư, hư gan hay hư thận? Bad boy. Cười ẻ. Mày thích tao? Ôi, nó còn cắn ngón tay. Ôi, mày điên à? Tao dây thẳng. Yên tâm, nếu tớ đã thích, tớ có thể bẻ cậu từ thẳng thành cong. Chuyện kỳ lạ mà bạn nói chắc chắn xảy ra ở khu rừng đó phải không? Bạn tới đó nên bị thương nữa chứ gì? Nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Ngon quá. Sakura làm cho bạn hả? Im đi, lo ăn đi nè.
like a stamp on a track, like a stamp on the streets, like a bad beat, bad.